Máy của Lacetti SE đời lẻ 9 lẻ 10 các bác nhá, như nhau thôi, toàn xe nhập thì nó sẽ thiết kế như nhau. Đầu tiên là số máy thì các bác sẽ cài ngay ngay phần vách máy này rất dễ nhìn. Đấy, chỉ cần soi đèn và để như thế này là nhìn phát thấy ngay. Và con này thì nằm ở bên vách chỗ quả piston nhá các bác nhá. Đấy, rất rõ ràng và dễ nhìn luôn, ngay dưới tay ông. Đấy, ngay dưới quả bầu lọc đấy nhá các bác nhá, bầu lọc dầu đó. Đấy, cũng hơi khó cà một chút, nhưng mà đấy vị trí của số máy của Lacetti SE nhá. Đấy, còn vị trí số khung thì nằm ngay dưới cái này thôi, rất dễ nhìn. Đầu tiên các bác nhớ là phải bỏ cái này ra này. Đấy, sau đó lật cái miếng này. Ở đây nó có một cái nắp, và nắp thì mình mở ra. Đấy, đây là vị trí số khung của xe, rất rõ ràng luôn, nhìn phát thấy ngay. Đấy, bác nào không biết cái dòng xe nào thì nhớ alo ngay cho em để xem xe em báo từng vị trí một nhá.